Lumi Spa IO có giúp xóa nếp nhăn hay không? Thưa các anh chị, câu trả lời của Thùy Hoàng là có. Bởi vì có một thử nghiệm lâm sàng đã được minh chứng, tất cả những ai sử dụng Lumi Spa IO liên tục trong vòng 4 tuần có thể thấy được sự khác biệt và các nếp nhăn được giảm đi. Nhưng nếu như anh chị muốn sử dụng Lumi Spa IO để cho kết quả được tăng gấp đôi và những cái nếp nhăn của mình nó giảm đi nhanh hơn, nhiều hơn, thì anh chị nên sử dụng kết hợp Lumi Spa IO với Beauty Focus Collagen Plus. Với Collagen Plus thì vấn đề nó ở cái chữ Beauty Focus, tức là tập trung trọng điểm vào làm đẹp. Anh chị hãy hình dung một ngày rửa mặt 2 lần với Lumi Spa IO giống như là đưa cái làn da vào trong các phòng tập thể thao. Và cái thao tác máy rửa mặt sạch sâu dưới lớp hạ bì của da chính là những bài tập chuyên nghiệp, những bài tập tạ cho tất cả các cơ trên khuôn mặt. Còn cái việc một ngày uống một cái túi nhỏ Beauty Focus Collagen này giống như là uống protein nhưng có chứa collagen, cái dạng phân tử peptide siêu nhỏ giúp cho làn da, các cái cơ trên khuôn mặt của chúng ta có thể hấp thụ một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó, Beauty Focus Collagen Plus còn chứa lutein, một cái loại hợp chất sẽ bảo vệ làn da của chúng ta khỏi những cái ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, TV, laptop, computer. Dùng Lumi Spa IO bên ngoài kết hợp với uống Collagen Plus bên trong thì không chỉ giúp cho những cái nếp nhăn của các anh chị được giảm đi nhanh chóng mà còn thấy được cái sự khác biệt, như là cái độ đàn hồi của da, da được săn chắc hơn, mịn màng hơn, lỗ chân lông được thu nhỏ, da được tươi sáng hơn, những cái nếp nhăn, những cái nám cũng mờ đi. Còn bị tác dụng phụ nữa, đó là tóc và móng chắc khỏe hơn, giấc ngủ được sâu hơn. Anh chị hoàn toàn có thể sử dụng riêng biệt từng sản phẩm một. Nhưng nếu như anh chị đang mong muốn trong một thời gian ngắn nhất mình có kết quả nhiều nhất, đặc biệt là nhanh chóng loại bỏ đi tất cả những cái nếp nhăn trên làn da của mình, thì anh chị hãy đảm bảo là mình sử dụng cả hai sản phẩm này kết hợp cùng với nhau. Và anh chị muốn có được giảm giá 20% mỗi khi mà đặt mua những cái dòng sản phẩm này, anh chị có thể ấn vào phần mô tả ở dưới video này hoặc ấn vào phần comment. Thùy Hoàng sẽ để các cái đường link để các anh chị có thể luôn luôn được hưởng những cái quyền lợi tốt nhất. Mọi người có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến các dòng sản phẩm của Nu Skin cũng như hình thức kinh doanh hợp tác với tập đoàn Nu Skin, hãy để lại comment liên hệ với Thùy Hoàng qua số điện thoại Zalo 647-779-9849, qua Facebook cá nhân Thùy Hoàng 123-890. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh của Thùy Hoàng để chúng ta gặp nhau trong những nội dung tiếp theo.